Chương một. Cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hỗn nguyên giới, đông vực, cửu tiêu sơn. Lục sư thúc, thu đồ đệ đại điển lập tức liền muốn bắt đầu, trưởng môn nhân để cho ta nhắn cho ngài, nếu là cái này nhất đại đệ tử, các ngươi thiên diễn phong một mạch hay là không thể chiêu thu đệ tử, mấy vị trưởng lão liền muốn cân nhắc, hủy bỏ thiên diễn một mạch. Lục trường ca từ trên ghế nằm ngồi lên, vẫn như cũ có chút còn buồn ngủ, trong miệng nỉ non nói. Thu đồ đệ đại điển, lại là ba năm sau. Cũng được, ta một người tại cái này lớn như vậy thiên diễn phong, quả thật có chút quạng cu ẻ, thu cái đồ đệ cũng là có người làm bạn. Một bên thiên huyền phong đệ tử biểu môi, trong lòng thầm nhũ nói. Ngài cái này thiên diễn phong có thể giữ được hay không còn cũng còn chưa biết, đồ đần mới có thể bái nhập thiên diễn phong đâu. Lục trường ca đứng dậy, duỗi lưng một cái, Hệ thống. Đánh dấu. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được 50 năm tu vi. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Lục Trường Ca lập tức không còn gì để nói, lại là tu vi, đánh dấu 9 năm, tu vi của hắn cũng sớm đã đủ để treo lên đánh cửu tiêu sơn, liền không thể đến điểm đặc biệt sao? Lục Trường Ca cũng không phải là thế giới này người, một lần tai nạn xe cộ về sau, đi tới nơi này cái kỳ quái huyền huyễn thế giới, tự thân còn mang theo một cái đánh dấu hệ thống. Tiền thân là một đứa cô nhi, thổi nhỏ bị Thiên Diễn Phong lão đầu đưa đến trên núi, sau tới một lần trượt chân, ngã xuống vách núi, bị Lục Trường Ca tu hú chiếm tổ chim khách, tính toán thời gian, đi vào cái thế giới này đã 9 năm. Đánh dấu 9 năm, đừng nói là tại Cửu Tiêu Sơn, liền xem như tại Đông vực, cũng có thể tính được là một phương tiểu cao thủ. Nhưng là, Lục Trường Ca biết rõ huyền huyễn thế giới sáu lộ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người đánh quái thăng cấp vĩnh viễn cũng đánh không đến cùng, không cẩn thận liền trực tiếp ở ra rắm. Thời gian 9 năm, chưa từng bước ra cửu tiêu sơn nửa bước, tông môn tục sự, hắn cũng là có thế đẩy liền đẩy, rất thiếu ra thiên diễn phong, cho nên tại tông môn tồn tại cảm rất thấp. Mà thiên diễn phong một mạch, vốn là lão người đầu tiên, về sau đem hắn mang lên núi, hai người sống nương tựa lẫn nhau, từ khi 5 năm, năm trước, lão đầu tử ra ngoài du lịch, liền cũng không trở về nữa, chỉ còn lại hắn như thế một cái người cô đơn, trong coi lớn như vậy núi hoang, tự thành một mạch. Đông. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Thu đồ đệ một tên. Nhiệm vụ thời hạn. Bảy ngày. Nhiệm vụ ban thưởng. Trấn ngục thần thể, cửu khúc hoàng hà trận. Đang chuẩn bị khởi hành lục trường ca nghe được đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia vẻ đại hỷ. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Lục trường ca cũng không nghĩ tới, chó này hệ thống 9 năm qua ngoại trừ đánh dấu không còn gì khác công năng, bây giờ vậy mà ban bố cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Với lại ban thưởng vậy mà như thế kinh người, phải biết, cái này cửu khúc hoàng hà trận thế nhưng là hồng hoang thập đại trận pháp thứ nhất, phong thần chi chiến, tam tiêu nương nương bằng vào trận này, phế đi xiển giáo thập nhị kim tiên. Bây giờ hắn tại thiên diễn phong sống tạm 9 năm, nếu là có thể đạt được cái này cửu khúc hoàng hà trận rốt cuộc không cần vì lo âu cái mạng nhỏ của mình ngạch thiên huyền phong đệ tử lý vân không biết vị tiểu sư thúc này vì sao đột nhiên bật cười lại nghe lục trường ca thúc giục nói thất thần làm gì đi a à? chỉ gặp lục trường ca tâm thần khẽ động một đạo trường kiếm hiện lên ở nó dưới chân mũi chân điểm nhẹ cũng đã hóa thành một đạo lưu quan ngự kiếm mà đi tốc độ thật nhanh Lý Vân con người bên trong mang theo một tia kinh ngạc, cũng là theo sát phía sau, đuổi theo. Cửu tiêu sơn tọa lạc ở đông vực chi cực, tại cái này đông vực bên trong cũng coi là một cái thế lực không nhỏ, tại mảnh đất này giới, cũng coi là như mặt trời ban trưa, giờ phút này khai sơn thu đồ đệ, đến đây bái sư người, vô số kể. Chư vị, hôm nay chính là ta cửu tiêu sơn khai sơn thu đồ đệ ngày, phạm là phẩm hạnh đoan trang, tư chất hơn người người, đều có thể bái nhập ta cửu tiêu sơn môn hạ. Các ngươi đã thông qua được trong môn khảo hạch, từ đó trổ hết tài năng, về sau các ngươi chính là ta Cửu Tiêu Sơn đệ tử, đợi chút nữa tất cả đỉnh núi thủ tọa đến đây, xác định các ngươi thuộc về. Nói chuyện chính là Cửu Tiêu Sơn trưởng môn nhân, Ngạn Nam Phi. Cũng là bên trong tông môn một vị duy nhất khai thần cảnh cường giả, Ngạn Nam Phi bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh đem Cửu Tiêu Sơn xếp vào đông vực ngàn vạn trong tông môn 10 vị trí đầu liệt kê. Thấy được a, à, vị này tiên phong đạo cốt Thân mặt đạo bào tiên trưởng chính là Cửu Tiêu Sơn trưởng môn nhân, thế nhưng là một vị khai thần cảnh cường giả, nếu là ngươi có thể bái nhập môn hạ của hắn, nhất định có thể một bước lên trời. Đùa gì thế, ngươi cũng biết người ta là khai thần cảnh đại năng, cũng đừng mơ mộng hảo huyền. Ha ha, vẫn là huynh đài có tự mình hiểu lấy a. À? Có thể bái nhập Cửu Tiêu Sơn môn hạ liền đã không tệ, cho dù là cái tạp dịch đệ tử a. À? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, đã thấy một bóng người ngự kiếm mà đến, nhanh nhẹn rơi xuống đất, đứng chắp tay, đối ngỗng bay về phía nam có chút không người. Thiên diễn phong thủ tọa, gặp qua trưởng môn nhân. Rất đẹp trai. Không thiếu đến đây bái sư nữ đệ tử nhìn thấy lục trường ca về sau, đều là hai mắt tỏa sáng, thấp giọng tìm hiểu. Vị này là cái nào một phong đệ tử? Quá đẹp rồi a, à, chẳng lẽ thiên huyền phong? Người nói hắn nha một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử cười nhạo nói. Vị này chính là chúng ta cửu tiêu sơn bảy phong thứ nhất thủ tọa. Thủ tọa. Không ít người đều là sắc mặt khẽ giật mình, khẽ nhếch miệng, làm ra vẻ giật mình. Còn trẻ như vậy thủ tọa. Không phải là thiên diễn phong A. Sách mới xuất ra đầu tiên, quỳ cầu hết thảy, converter. Cầu NP, kẹo, cầu đánh giá phiếu, cầu like nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả